Giá điều thô châu Phi đã tăng 50% chỉ trong vòng 1 tháng. Hàng loạt nhà cung cấp đã ký hợp đồng trước đó lập tức cái gì không giao hàng, khiến các doanh nghiệp chế biến trong nước gặp khó khăn. Chiều ngày 31 tháng 5, Hiệp hội Điều Việt Nam đã tổ chức họp khẩn cấp về thông tin về tình hình các đối tác cung cấp nguyên liệu điều thô từ châu Phi, đơn phương hủy hợp đồng hàng loạt. Chế biến và sản xuất điều những đầu năm 2024 diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên thì gần đây, sau khi Hội đồng Hạt và Quả khô Quốc tế công bố thông tin sản lượng điều thô châu Phi giảm sút khoảng 7% do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Một số nhà cung ứng nguyên liệu lấy lý do mất mùa để không giao hàng hoặc yêu cầu tăng giá với mức hiện tại thì mới tiếp tục giao. Thời điểm các doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng mua nguyên liệu nửa cuối tháng 2 và tháng 3 năm 2024, giá điều ở mức là 1.000 đến 1.100 USD trên 1 tấn. Tuy nhiên, trong vòng hơn 1 tháng, giá điều thô đã được tới 1.500 đến 1.600 một tấn, tăng gần 50 so với trước. Đây là diễn biến từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Ông Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Sơn 1 cho biết, vụ điều 2024, Công ty Hoàng Sơn đã ký hợp đồng nhập khẩu 52.000 tấn điều thô từ Tây Phi với kỳ hạn giao hàng trong tháng 4 đến tháng 6. Tuy nhiên, đến hiện tại thì doanh nghiệp mới giao được 25.000 tấn, đúng với giá ban đầu. Khoảng 15.000 tấn các đối tác đã đàm phán nâng giá hoặc giao chậm. Giao hàng chậm. Không phải tất cả nhưng đã có đối tác xuất khẩu thô tại Tây Phi hủy đơn không giao hàng, có doanh nghiệp đã đưa hàng lên tàu nhưng không giao bộ chứng từ để doanh nghiệp ở Việt Nam nhận hàng. Một số người bán đang yêu cầu phía người mua tăng giá, nếu không sẽ bán cho khách hàng khác. Lại có trường hợp đối tác chỉ giao một phần đơn hàng đã ký, phần còn lại là yêu cầu tăng giá mới hoặc theo hàng có chất lượng thấp hơn so với thỏa thuận ban đầu. Tình hình đơn phương hủy hợp đồng chây ì giao hàng, có ý định hủy hợp đồng đang xảy ra trên diện rộng. Hầu như doanh nghiệp chế biến điều nào cũng bị ảnh hưởng. Thông tin châu Phi mất mùa giảm sản lượng theo kèm theo việc bờ biển Nga ngừng sản xuất điều thô để ưu tiên cung cấp nguyên liệu cho nhà máy trong nước đã khiến việc xuống đồng xảy ra khắp mọi nơi.